Tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm, Ninh Viễn còn đang mông lung thì được một cô gái nhắc nhở rằng bức tường đinh sắt sau lưng cậu sẽ dịch chuyển lại gần sau một khoảng thời gian. Có chút hoảng loạn với những gì đang diễn ra, Ninh Viễn cố gắng tìm đường thoát nhưng không thể. Sau đó cậu nhìn qua cái lỗ thì mới biết, cô gái phòng bên cũng là người bị hại giống mình, nhưng lại có một chiếc rìu sắt nằm ngay cạnh cô ấy. Cách thoát thân ngay lập tức xuất hiện trong đầu, Ninh Viễn liền bảo cô gái đưa chiếc rìu qua để cậu có thể phá cửa sổ trèo ra rồi cứu cô ấy từ trên mái. Không ngờ trong tình huống khẩn cấp như hiện tại, cô gái vẫn bắt Ninh Viễn phải thề độc rằng sẽ không bỏ rơi cô ấy thì mới chịu cho mượn chiếc rìu. Nguyên nhân của chuyện này là do trước đây, cô sinh viên y khoa tên Tô Cẩn đã từng vì tốt bụng mà chấp nhận ở lại cùng với một người bạn bị thương trên núi tuyết. Nhưng sau khi biết Tô Cẩn không có tình cảm với mình, thanh niên cặn bã kia đã chiếm lấy toàn bộ thức ăn rồi bỏ đi, làm cho Tô Cẩn gần như mất hết niềm tin vào lòng người. Sau khi Ninh Viễn phát lời thề độc, Tô Cẩn đưa chiếc rìu qua nhưng lại bị kẹt, thêm nữa khi cố mở rộng cái lỗ. Cô mới biết bức tường được làm bằng đá hoa cương nên đã tuyệt vọng ngồi sụp xuống khóc lóc, còn than thở bản thân chưa có nụ hôn đầu. Nghe vậy Ninh Viễn liền bảo chuyện này cậu có thể giúp được, Tô Cẩn chỉ việc đưa miệng cô qua cái lỗ là xong. Trong lúc hai người nói chuyện, Tô Cẩn kể rằng cô mới chỉ ngủ gật trên tàu điện một chút, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường sắt tại đây. Chi tiết này ngay lập tức khiến Ninh Viễn chú ý nên đã bảo Tô Cẩn dùng rìu chặt lấy một cái chân giường để cậu có thể dùng nó bẻ gãy xong cửa thoát ra. Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, Tô Cẩn nghĩ bản thân lại thêm một lần nữa bị bỏ rơi, cũng may ngay sau đó Ninh Viễn đã xuất hiện, bảo rằng cậu đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời. Sau khi kéo Tô Cẩn lên trên mái, Ninh Viễn mới bắt đầu để ý khung cảnh xung quanh, rồi bàng hoàng phát hiện nơi mà hai người đang ở lại là một hòn đảo biệt lập nằm bên ngoài đại dương. Nhanh chóng tìm được một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới, Ninh Viễn trèo được nửa đường mới phát hiện nó bị gãy, suy nghĩ trong thoáng chốc cậu liền quyết đoán nhảy xuống. Sau đó động viên Tô Cẩn nhảy theo, rồi nhẹ nhàng đỡ được cô ấy, tuy nhiên cái thang lại không chịu nổi, nên hai người cứ thế rơi tự do. Trước khi va chạm với mặt nước, Ninh Viễn cố gắng dùng thân thể để bảo vệ Tô Cẩn, vì vậy đã gặp phải chấn động rất lớn. Cậu đang nghĩ đây là báo ứng dành cho mình, thì bất ngờ được Tô Cẩn thò tay vớt lên. Thấy Ninh Viễn hiện đã bất tỉnh, Tô Cẩn nhanh chóng đưa cậu vào căn phòng dưới chân tháp. Sau khi bật đèn, cô giật mình nhìn thấy một thi thể khô héo, cùng với đó là một người tóc cam tự xưng là Chí Dương ca. Sau khi dùng dao buộc Tô Cẩn đặt Ninh Viễn xuống, Chí Dương bắt đầu hỏi lai lịch hai người và tại sao lại đưa anh ta đến đây. Tất nhiên Tô Cẩn liền trả lời thật là cô không biết, nhưng Chí Dương không tin nên đã ép tỉnh Ninh Viễn để đối chứng. Bất ngờ là Ninh Viễn lại nói cậu ta chưa từng gặp mặt Tô Cẩn, hơn nữa còn cư xử không khác gì một đứa trẻ con. Là một sinh viên y khoa, Tô Cẩn chẩn đoán có thể Ninh Viễn đã bị mất trí tạm thời, nhưng Chí Dương không tin, còn cho rằng hai người được kẻ thù cử đến để trêu đùa anh ta, nên định ra tay với Ninh Viễn. Tô Cẩn thấy thế liền hết lời cầu xin, cuối cùng cũng được Chí Dương cho một cơ hội, bắt phải giải thích vì sao hai người vừa mới gặp mặt mà Ninh Viễn lại liều mình cứu cô. Bị dồn vào chân tường, Tô Cẩn khẳng định không phải bạn thuở nhỏ nào của Chí Dương, cũng đều sẽ sẵn sàng chết vì anh ta. Vậy nên thời gian quen nhau không phải là yếu tố quyết định để thúc đẩy một người xả thân cứu mạng một người khác. Nghe thấy cũng có chút hợp lý, Chí Dương cho phép Tô Cẩn khám cho Ninh Viễn, nhưng đáng tiếc không thể giúp cậu ta hồi phục, rồi cả bọn cùng nhau xem xét thi thể kia. Sau khi rạch lớp áo ngoài, ba người thấy bên trên cái xác được khắc 4 số 0834, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu ý nghĩa, vậy nên Tô Cẩn đã chuyển chủ đề, hỏi Chí Dương vì sao lại có mặt ở đây. Theo lời Chí Dương thì anh ta là người của bang hội Ích Đông ở Hồng Kông, vài ngày trước vì trốn tránh kẻ thù nên phải dùng thuyền thoát thân, khi tỉnh lại thì đã ở trên hòn đảo kỳ quái này. Nói đến đây Tô Cẩn chợt phát hiện ra một mảnh giấy, bên trong có chứa bản đồ của hòn đảo, không ngờ Ninh Viễn lại nói bức vẽ này rất quen mắt, nhưng lại không thể nhớ được đã thấy nó ở đâu. Càng nghĩ lại càng đau đầu, Ninh Viễn cuối cùng không chịu nổi, dựa vào vai Tô Cẩn ngủ thiếp đi. Chí Dương thấy thế liền ra ngoài làm điếu thuốc, tiện thể đánh giá lại tình hình, xem có nên tin tưởng hai người mới gặp hay không. Sáng hôm sau, Chí Dương nói rằng muốn đi đến vị trí đánh dấu chéo trên bản đồ, đồng thời tuyên bố kể từ giờ Ninh Viễn và Tô Cẩn sẽ là nô lệ của anh ta, nếu ai dám phản kháng sẽ bay màu ngay lập tức. Tiếp đó ở trên đường, Chí Dương phát hiện có một cái bẫy thú, chứng tỏ ngoài họ ra trên đảo vẫn còn người khác. Vậy nên anh ta đã bắt Ninh Viễn và Tô Cẩn phải đi thăm dò xung quanh, đồng thời thu thập thêm lương thực. Sau khi hái được khá nhiều nấm và quả dại, hai người vừa cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy một chú thỏ dễ thương, thì rất nhanh nó đã bị Chí Dương biến thành bữa tối. Ăn uống no nê xong, Chí Dương bắt Tô Cẩn vào trong dọn dẹp sơn động, nhằm dễ dàng giở trò đổi bại với cô. Nghe thấy tiếng la hét, Ninh Viễn vội vàng chạy vào, liền bị Chí Dương đấm cho vêu mõm. Dù vậy với trí lực của một học sinh tiểu học, Ninh Viễn vẫn cho rằng đây là điều mà cậu cần phải làm, bởi vì hiện tại ba người là đồng đội của nhau. Hai chữ đồng đội này dường như có ý nghĩa rất lớn đối với Chí Dương, anh ta vẫn tiếp tục vung tay đấm Ninh Viễn, nhưng rốt cuộc cũng từ bỏ ý đồ với Tô Cẩn, đồng thời cũng đã tin tưởng cả hai không phải là người trong giới xã hội đen.
Đúng lúc này, có tiếng kêu cứu từ đằng xa vọng lại, ba người liền chạy đến xem thử, thì thấy một người đàn ông vừa rơi xuống bẫy. Ngay sau đó một tên thổ dân lực lưỡng từ từ tiến lại, nhẹ nhàng kết liễu tính mạng, rồi lôi người đàn ông kia đi. Ngày hôm sau, trong lúc cùng Ninh Viễn đi kiếm đồ ăn, Tô Cẩn bị một con chuột liếm chân nên hét toáng lên. Chưa đến một giây đã thấy Chí Dương hốt hoảng xuất hiện, thì ra nãy giờ anh ta vẫn âm thầm đi theo để bảo vệ hai người. Vốn học y nên Tô Cẩn không sợ xác chết, nhưng vừa rồi cô gần như sắp đái ra quần, vậy nên cần tìm ngay một chỗ để giải quyết. Không may vừa mới xong xuôi, Tô Cẩn đã bị hai tên thổ dân tiếp cận, cực kỳ thô bạo ấn mạnh cô xuống đất. Nghe thấy tiếng hét, Chí Dương và Ninh Viễn vội chạy đến xem, thì thấy Tô Cẩn sắp bị thổ dân đập chết, thế nhưng hai người còn chưa kịp hành động, thì một tiếng súng đã vang lên, tên thổ dân cầm dìu ngay lập tức mất mạng, còn tên kia thì nhanh chóng bỏ chạy thoát thân. Người vừa nổ súng là một nữ cảnh sát Mỹ tên Tracy, sau khi giới thiệu cô ấy nói là còn mấy đồng bạn nữa, rồi hỏi ba người có muốn nhập đội đi chung không. Nghe vậy Ninh Viễn cùng Tô Cẩn ngay lập tức vui vẻ đồng ý, nhưng dường như Chí Dương không tin tưởng người phụ nữ này, còn bảo chắc chắn đã từng gặp Tracy ở đâu đó trước đây. Nói đến đây một đám thổ dân đột nhiên kéo đến, Tracy liền bảo sẽ ở lại cản chân bọn chúng, đồng thời hẹn gặp ba người tại một con suối cách đó không xa. Đến bờ suối, Chí Dương tranh thủ dặn dò Ninh Viễn và Tô Cẩn không được tiết lộ chuyện tấm bản đồ cùng với mật mã. Đồng thời anh ta cũng muốn ba người từ nay đồng tâm hiệp lực, thực lòng hợp tác để cùng nhau thoát khỏi nơi này. Dù hiện tại Ninh Viễn đã mất trí nhớ, nhưng Tô Cẩn vẫn rất tín nhiệm nói sẽ nghe theo cậu ta. Vậy nên ngay khi Ninh Viễn chấp nhận lời đề nghị của Chí Dương, ba người đã thề độc sẽ đồng cam cộng khổ, mãi mãi không bao giờ phản bội đối phương. Một lúc sau, cả nhóm theo Tracy đến một vách đá thì gặp được ba người khác, trong đó Kawa là chủ tịch một tập đoàn lớn tại Nhật, Văn Tường là vận động viên bóng rổ Đài Loan, còn Romeo là một diễn viên Anh Quốc. Trước khi ba người Ninh Viễn đến, nhóm của Kawa đã định ra một quy tắc nhằm duy trì sự ổn định của đội ngũ. Chính là mỗi hành động của các thành viên đều phải tuân thủ theo pháp luật. Chí Dương tuy không thích chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận tham gia. Tiếp đó Tracy nói với mọi người, trong lần do thám vừa rồi, cô ấy đã phát hiện ra một quần thể kiến trúc khổng lồ nằm ở phía nam. Nghe vậy Kawa liền muốn đi đến đó xem thử, nhưng lại có người cho rằng ở lại sẽ tốt hơn. Cuối cùng một cuộc bỏ phiếu dân chủ được tổ chức, Chí Dương do có ý thách thức Kawa nên đã cố tình tạo ra kết quả hòa, dẫn đến việc phải bỏ phiếu thêm một lần nữa. Ở lần thứ hai này, Kawa đột nhiên lấy ra một tập chi phiếu, nói trong vòng 2 ngày tới, ai theo ông ta sẽ nhận được 10 triệu đô. Chí Dương cho rằng đây là hối lộ, nhưng Kawa dễ dàng nói không thành có, Chí Dương cũng chẳng thèm so đo, ngay lập tức bảo Ninh Viễn và Tô Cẩn ủng hộ mình. Sau đó quay sang nói với những người còn lại, kể từ giờ trở đi ai bỏ phiếu theo anh ta sẽ nhận được 30 triệu đô do Kawa chi trả. Bắt đầu cuộc bỏ phiếu, Chí Dương thì nhận được sự ủng hộ của Tô Cẩn và Ninh Viễn, còn Kawa thì nhận được 2 phiếu của Tracy và Văn Tường. Vì vậy là phiếu quyết định nằm trên tay Romeo, cuối cùng vì tham số tiền mà Chí Dương nói tới, Romeo đã lựa chọn bỏ phiếu phản đối Kawa, buộc vị chủ tịch này sau đó phải thực sự bỏ ra 120 triệu để mua lại lá phiếu của 4 người, đúng như những tuyên bố trước đó của Chí Dương. Rốt cuộc cũng thống nhất được ý kiến, mọi người nhanh chóng lên đường đi đến khu di tích, nhưng nửa chừng Chí Dương lại gọi Tracy ra nói chuyện riêng, rồi bị cô ấy tát cho một cái, làm cho những người còn lại đều cảm thấy khó hiểu. Trời gần tối cả đoàn mới đến nơi, Kawa nhận thấy công trình trung tâm có nét giống với kim tự tháp của người Maya, nên Tracy suy đoán có thể bọn họ đang ở Nam Mỹ. Trong lúc cả đoàn di chuyển, Tô Cẩn liên tục nhìn về phía Chí Dương với ánh mắt lo lắng, Ninh Viễn thấy cô hơi lạ, liền tiến đến hỏi thăm thì mới biết, ngày hôm qua Tô Cẩn đã hạ độc Chí Dương. Là một cô gái người Miêu, lại có cha là thầy thuốc đông y, Tô Cẩn tất nhiên cũng có độc trùng hộ thân. Vậy nên lúc Chí Dương định sàm sỡ cô trong sơn động, độc trùng cảm nhận được nguy hiểm nên đã tự động tấn công anh ta. Mặc dù sau khi ba người kết minh, Tô Cẩn đã âm thầm giải độc, nhưng chắc chắn Chí Dương sẽ phải trải qua một cơn đau bụng, khiến anh ta sống không bằng chết. Chia ra xem xét một hồi, Tracy chợt phát hiện mới có người đốt lửa tại đây, Ninh Viễn thì nhặt được mấy cục pin, vậy nên chắc hẳn đã có một nhóm người hiện đại khác tiến vào đền thờ trước họ. Để đảm bảo an toàn, Kawa quyết định sẽ dẫn theo Tracy, Tô Cẩn và Văn Tường tiến vào di tích, ba người còn lại thì ở bên ngoài, sẵn sàng chi viện khi có sự cố. Đợi khi đội thăm dò đi khuất, Romeo liền tiến đến hỏi Chí Dương vì sao vừa rồi không phản đối Kawa để kiếm thêm một mớ tiền nữa. Không ngờ nghe vậy Chí Dương lại rút dao ra uy hiếp, bắt thanh niên xấu tính này nôn ra tờ chi phiếu 30 triệu đô, Romeo hốt hoảng vội vã tìm nhân chứng, thì Ninh Viễn đã cố ý đi tẻ thật ra. Ba người đứng đợi một lúc thì bất ngờ có một đám thổ dân đuổi đến, thấy Chí Dương không chạy mà lại gục xuống, Ninh Viễn liền biết là do cơn đau mà Tô Cẩn nhắc đến, nên ngay lập tức quay lại đỡ Chí Dương, không ngờ lúc này thanh niên Romeo vì hoảng loạn đã rút chốt làm cho cánh cửa đá đóng lại, suýt chút nữa đè hai người Ninh Viễn nát như tường. Nghe thấy tiếng động lớn, đội thăm dò nhanh chóng quay lại xem thử, Tô Cẩn chạy ngay đến bên cạnh Ninh Viễn thì phát hiện tay cậu ta đang bị sưng tấy,
chắc hẳn đã bị tên độc của đám thổ dân sượt qua. Sau khi xem kỹ vết thương, Tô Cẩn chẩn đoán Ninh Viễn đã trúng một loại độc cực kỳ nguy hiểm và chỉ còn sống được mười mấy tiếng nữa. Trí Dương nghe vậy liền nổi điên đòi đi tìm thuốc giải, không ngờ chính Ninh Viễn lại là người trấn an anh ta. Với dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, Ninh Viễn nói rằng bây giờ sợ hãi, đau lòng hay nôn nóng cũng chẳng có tác dụng gì, nên không cần phí thời gian vào mấy chuyện đó, mà việc cần làm là phải tìm được đường ra rồi kiếm được thuốc giải mới có thể cứu được tính mạng của cậu ta. Biểu hiện của Ninh Viễn thực sự khiến mọi người kinh ngạc, đồng thời mang đến cho Kawa một cảm giác mãnh liệt rằng dù chỉ còn sót lại một chút ký ức thời tiểu học, Ninh Viễn vẫn là người có năng lực sinh tồn mạnh nhất trong những người ở đây. Đối mặt với tình thế hiện tại, Kawa quyết định làm theo những gì Ninh Viễn nói, nhưng bánh bèo Romeo lại phản đối đòi bỏ phiếu, tuy nhiên lần này chẳng có ai thèm để ý đến hắn ta. Thông qua một đoạn cầu thang dài ẩm ướt, cả nhóm bước vào một không gian rộng lớn, được chiếu sáng bằng vô số viên đá xạ quang. Ninh Viễn lại một lần nữa cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ quen thuộc, nhưng vẫn không thể nhớ ra đã thấy nó ở đâu. Đúng lúc này dưới nước chợt vang lên tiếng kêu cứu, cả đội nhìn xuống thì thấy bốn người đang ngụp lặn rất díu nhau, vốn Kawa định hỏi rõ ràng rồi mới quyết định. Thế nhưng khi biết vị giáo sư chọc đầu có thể đọc được văn tự thổ dân, từ đó biết được vị trí của lối ra, Trí Dương vì muốn nhanh chóng cứu Ninh Viễn đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Sau khi được kéo lên, bốn người mới lần lượt tự giới thiệu về bản thân, trong đó Andre là một lính đánh thuê người Nga, Hạc Xuân là một nghệ sĩ hài độc thoại, Rika là một nội trợ người New Zealand và Jiru là một giáo sư khảo cổ người Pháp. Dựa theo những văn tự cổ ghi lại trong di tích, Jiru nói rằng cửa ra chỉ xuất hiện khi có ai đó đứng trên cột đá cao nhất trong phòng. Ngoài ra cứ mỗi 10 phút, các cửa xả trên tường sẽ hoạt động, làm cho mực nước dâng lên một khoảng nhất định, nên bọn họ cần phải nương theo quá trình biến đổi này để đến được những cột đá cao hơn. Vì thời điểm trước đó, bốn người Andre chưa tính toán kỹ đã hành động, nên khoảng thời gian giữa hai lần xả nước không đủ để họ bơi đến cột đá tiếp theo, dẫn đến việc suýt nữa thì bị xoáy nước tạo ra từ 8 cổng xả dìm chết. Vì vậy, Jiru nhấn mạnh với mọi người, trước khi xuống nước cần phải xác định thật chính xác đâu là những cột đá cần trèo lên. Không ngờ vấn đề làm cho mọi người đau đầu này lại có vẻ rất đơn giản với Ninh Viễn. Cậu hờ hững chỉ về phía ba chiếc cột đá trước mặt, rồi nói không phải cứ đi thẳng là xong sao. Nghe vậy, Jiru ngay lập tức hiểu ra, mọi người đều đã bị số lượng cột đá làm nhiễu loạn, chỉ có mỗi Ninh Viễn nhìn thấu được chuyện này. Tính toán đi theo con đường thẳng, mỗi trụ đá sẽ cách nhau khoảng 30 mét, ba người khỏe nhất là Andre, Trí Dương và Văn Tường sẽ chỉ mất tầm 1 đến 2 phút để vừa bơi vừa trèo lên trụ đá tiếp theo, vậy nên họ sẽ có khoảng 8 phút để dùng dây thừng kéo những người khác lên. Theo yêu cầu của thanh niên sống chó Romeo, mọi người rút thăm quyết định thứ tự được kéo lên, không may người yếu đuối nhất là Rika lại bốc được số 8, nên Kawa đã quyết định đổi số 1 của mình cho Rika. Ngay khi đợt xả nước tiếp theo vừa kết thúc, mọi người liền tranh thủ bơi đến trụ đá thứ 2, tuy nhiên do lần đầu phối hợp nên vẫn còn hơi chậm, cũng may Kawa không bị dòng nước cuốn đi. Ngồi bên trên trụ đá, Jiru tiết lộ khu di tích này là nơi thí luyện của một giống người cổ đại tên là Gou Yilong, còn đám thổ dân đang ở bên ngoài chẳng qua chỉ là nô lệ và thực phẩm của bọn họ. Tuy có một nền văn minh thần bí và lâu đời, người Gou Yilong không hề lưu lại bất cứ ghi chép nào, nhưng thầy của Jiru từ 30 năm trước đã xác định được sự tồn tại của họ thông qua những tài liệu của người Maya. Theo những gì Jiru được biết, trí tuệ của người Gou Yilong vượt xa người thường, hơn nữa dường như còn có sinh mạng vĩnh cửu, nên còn được người Maya gọi là xà yêu, nhưng bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời mấy nghìn năm trước, họ lại đột nhiên biến mất mà không rõ lý do. Đối với những thông tin về người Gou Yilong, Ninh Viễn lại một lần nữa cảm thấy quen thuộc, nhưng vẫn như cũ nghĩ mãi không ra. Sau khi an toàn đến được trụ đá thứ ba, mọi người bất ngờ phát hiện ra một cánh cửa, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi theo con đường đã chọn, hướng đến trụ đá cao nhất ở cuối căn phòng. Một lúc sau, Rika được Andre kéo lên trụ đá cao nhất, thấy trên cánh cửa phía sau có dấu bàn tay. Cô tò mò chạm vào liền bị cuốn đi, sau đó Jiru lên đọc văn tự mới biết Rika đã trở thành tế phẩm để cánh cửa thông tới tế đàn mở ra. Dù rất đau lòng trước cái chết của Rika, mọi người vẫn phải nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngập nước. Sau đó Tô Cẩn phát hiện Ninh Viễn đã bắt đầu sốt cao, chứng tỏ chất độc trong người cậu ta sắp phát tác. Xuyên qua đường hầm, trước mắt mọi người là một tế đàn vô cùng hoành tráng, Jiru lại tiến đến đọc những văn tự cổ, rồi bảo Tracy thử nằm lên trên. Quả nhiên cánh cửa ngay lập tức được kéo lên, cũng có nghĩa là lại phải hy sinh một người trong số họ để những người khác có thể thoát ra. Không thể chấp nhận được chuyện này, mọi người định tìm đồ vật có trọng lượng tương tự thay thế, nhưng đáng tiếc là chẳng có thứ gì, vậy nên không còn cách nào khác, đành phải quay lại thảo luận việc ai sẽ là người hy sinh. Không chút chần chừ, thanh niên bánh bèo Romeo ngay lập tức đề cử Ninh Viễn, nhưng lần này lại có đến 5 người ủng hộ hắn ta vì cảm thấy đó đúng là lựa chọn tốt nhất. Đứng trước kết quả của cuộc bỏ phiếu, Trí Dương chỉ nhẹ mỉm cười, rồi từ từ tiến đến đánh ngất Romeo. Sau đó mới quay sang hỏi những người khác, ai phản đối để thằng khốn này lại thì xin mời đưa tay lên cao,
cuối cùng cả đám đều im lặng, nên mọi việc cứ như thế được thông qua. Ra đến bên ngoài, Kawa phân công mọi người chia ra kiếm dược liệu và thức ăn, Chí Dương thì rủ Andrei mang theo hai cục đá nặng, định quay lại tế đàn cứu Romeo. Nhưng vừa chạy đến gần cửa, thì bất ngờ nghe được một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, hai người đoán rằng thanh niên này chắc đã toi đời, nên vội vàng quay đầu rút lui. Thảo dược mọi người thu thập được, cuối cùng cũng có tác dụng với Ninh Viễn, nhưng lúc này Tiểu Đinh lại mang về một con rắn khổng lồ. Còn nói Văn Tường đã trượt chân ngã xuống vực, cũng may Chí Dương đã xuất hiện kịp thời, dùng dao rạch một đường dài trên thân con rắn, khiến nó bị thương phải quay đầu bỏ đi. Trùng hợp khi Chí Dương rơi xuống cái hồ, thì lại vô tình vớt được Văn Tường lên, sau đó một lúc thì những người khác chạy tới. Cả đoàn lại một lần nữa tập hợp, tuy nhiên không biết từ lúc nào, đám thổ dân đã thiết lập vòng vây xung quanh họ. Đối diện với tình thế hiện tại, mọi người đang bàn nhau liều một phen, thì bất ngờ tên chỉ huy lại dùng ngôn ngữ hiện đại hỏi Jiru vì sao ông ta lại hiểu được tiếng Gâu Y Long và có quan hệ gì với lão già chột mắt. Nghe tên chỉ huy hỏi hai vấn đề này, Jiru liền nghĩ ngay đến thầy của ông ta là giáo sư Jiko, người cũng chỉ có một bên mắt lành lặn nhưng đã chết cách đây rất nhiều năm. Sau khi bị áp giải về, Jiru được yêu cầu phải chữa bệnh cho cha của tên chỉ huy, đồng thời cũng là tộc trưởng của bộ lạc này, giống như trước đó lão già chột mắt đã làm. Tuy nhiên do Jiru chẳng biết chút gì về y học, nên Tô Cẩn trở thành niềm hy vọng duy nhất của mọi người. Cũng may lão tộc trưởng chỉ bị sốt rét, nhưng vấn đề dược liệu lại có vẻ hơi căng. Sau khi đàm phán với tên chỉ huy Mungu, Tô Cẩn cùng Tracy và Andrei có thời gian một đêm để vào rừng tìm thuốc. Nếu sáng hôm sau họ không kịp trở về, thì những người khác sẽ bị lôi ra xử tử. Đọc những văn tự được khắc trên đá, Jiru mới biết mỗi khi dịch sốt rét bùng phát, đám thổ dân đều nghĩ đó là lời nguyền của thần linh, nên đã mang những người nhiễm bệnh lên tế đàn để hiến tế cho con rắn khổng lồ nhằm tạ lỗi. Cho đến một ngày vào mười mấy năm trước, đột nhiên có một đám người da trắng tiến đến, bắt rất nhiều thổ dân mang đến gần ngọn núi lửa, sau đó ít lâu thì lão già chột mắt xuất hiện, dễ dàng chữa khỏi bệnh sốt rét, nên đã nhận được sự tôn kính của đám thổ dân. Thế nhưng nhiều năm sau, khi trên biển xuất hiện một đoàn thuyền kỳ quái, thì không ai còn thấy ông già chột mắt đó đâu nữa. Biết được những thông tin này, Jiru gần như đã có thể khẳng định lão già chột mắt chính là thầy của ông ta, bởi vì ngoài khảo cổ học, giáo sư Jiko cũng có học vị về y khoa. Hơn nữa trong một lần tình cờ, Jiru còn thấy Jiko thử nghiệm thành công một loại thuốc giả chết trên thân thể con chó trắng của mình. Vốn dĩ trước đây Jiru cho rằng y học và khảo cổ học không hề liên quan đến nhau, thế nhưng nếu Jiko muốn tìm ra bí mật bất tử của người Gâu Y Long thì hai chuyên ngành này là vô cùng cần thiết. Mặt khác, ba người Tô Cẩn sau một hồi lặn lội cuối cùng cũng tìm ra được loại dược liệu cần dùng, nhưng đang thu thập thì cả ba mới phát hiện ở gần họ có một đàn khỉ trông rất bất thường. Sáng sớm hôm sau, may mắn ba người Tô Cẩn trở về kịp nên những người khác mới không bị biến thành thức ăn. Sau đó cô liền bắt tay vào việc điều chế thuốc, nhanh chóng giúp tình trạng của tộc trưởng tốt lên, hơn nữa còn hào phóng nói ra phương pháp chữa bệnh, làm cho đám thổ dân vô cùng cảm kích. Nghe Tô Cẩn hỏi về đám khỉ đêm qua, ông già cụt tay tên Eden nói rằng chúng là những quỷ vật bất tử, bắt đầu xuất hiện khi người da trắng đặt chân đến đây. Đồng thời cũng cảnh báo Tô Cẩn không được để đám khỉ đó làm bị thương, nếu không cũng sẽ bị thối rữa giống như chúng. Sau khi phân tích những thông tin mới có được, Ninh Viễn cho rằng đám khỉ đó thực ra chẳng phải quỷ vật gì cả, mà chính là những thổ dân bị bắt đi làm mẫu thử cho quá trình nghiên cứu phương pháp trường sinh của giáo sư Jiko và tổ chức thần bí đứng sau ông ta. Cảm thấy ngọn núi lửa chính là điểm mấu chốt để tìm ra lời giải cho mọi vấn đề, cả đội liền hạ quyết tâm sẽ phải đến đó một chuyến. Sáng hôm sau, mọi người cùng nhau ra bờ suối thư giãn, Chí Dương tò mò hút thử tẩu thuốc của Eden, liền say như tây thử thuốc lào, chắc phải nằm đến tối mới có thể tỉnh lại. Mặt khác, Tracy phô diễn đường cong hoàn hảo, làm cho mấy thanh niên phải chảy nước miếng, thế nhưng Mungu lại thấy không hợp mắt, còn bảo sẽ giới thiệu mỹ nữ khác cho Ninh Viễn quen. Tối đó ở trong bữa tiệc, biết mọi người muốn đi đến núi lửa, Eden liền tình nguyện dẫn đường. Chí Dương sau khi tỉnh lại từ cơn say thuốc, vừa bước ra thì trùng hợp nhìn thấy ba con khỉ xác sống vừa ra tay với một thổ dân. Nghe thấy tiếng kêu, mọi người nhanh chóng chạy đến xử lý đám khỉ. Tô Cẩn định cứu người thì Eden ngăn lại, bởi vì người đó sớm muộn cũng sẽ biến thành quỷ vật, nên cần phải mang anh ta đi hỏa táng ngay. Đối với quan niệm của đám thổ dân, hỏa táng chẳng khác nào một sự lăng nhục, vì vậy Mungu quyết định sẽ loại bỏ tứ chi của bạn mình, rồi mới mang anh ta đi chôn. Không may trong lúc thực hiện việc đó, Mungu lại sơ ý để bản thân bị thương, dù sau đó anh ta đã cố gắng che giấu, nhưng chắc hẳn không qua được mắt của Eden. Ngày hôm sau, mọi người quyết định lên đường đi đến ngọn núi lửa, nhưng Eden cứ nhất định bắt họ phải chứng kiến buổi lễ kế thừa của Mungu, còn nói thời điểm báo thù của ông ta đã đến. Theo Eden thì người bị thương bởi quỷ vật sẽ có một thời gian ủ bệnh trước khi biến thành xác sống, nhưng nếu ăn nội tạng của chúng thì sẽ phát tác ngay. Năm xưa vì để tranh ngôi vị tộc trưởng kế nhiệm, Mungu đã cho thứ đó vào thức ăn của con trai Eden, dẫn đến người này phải chết trong đau đớn. Vậy nên Eden cũng đã lén dùng nội tạng của thổ dân hôm qua
quệt vào bát máu mà Mun Gu vừa uống để khiến hắn phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Vẫn còn giữ được một chút lý trí, Mun Gu ngay lập tức hạ lệnh giết lên núi, khiến cả đám phải bỏ chạy tán loạn. Bị tách lẻ ra khỏi đội, Tô Cẩn đang chạy thì không may bị vấp ngã, cũng may hai thổ dân đuổi theo, vẫn nhớ cô là ân nhân của bộ lạc họ, nên đã quyết định thả Tô Cẩn rời đi. Tấm bản đồ hiện đang nằm trong tay Ninh Viễn, cậu đoán rằng đường thẳng dẫn đến ngọn núi lửa. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thổ dân mai phục, vì vậy đã chọn cách đi đường vòng, sau đó kiếm một chỗ kín đáo bên vách đá để nghỉ ngơi. Ngồi được một lúc, Ninh Viễn chợt phát hiện bờ cát dưới chân đang bị thu nhỏ do thủy chiều lên, hơn nữa ở đằng xa còn có một đàn cá sấu đã chặn mất đường lui duy nhất của ba người. Không muốn ngồi chờ chết, Tiểu Đinh đề nghị liều mạng xông qua, nhưng Ninh Viễn nói rằng làm thế chỉ có người đầu tiên thoát được, còn hai người sau sẽ bị cá sấu chú ý, dù nhanh thế nào cũng chỉ có chết mà thôi. Không ngờ khi đã biết điều này, Tiểu Đinh vẫn ích kỷ một mình xông qua và may mắn đã thoát ra được, làm cho Jiru cảm thấy vô cùng tức giận. Chạy được một quãng, Tiểu Đinh mới bình tĩnh lại, nghĩ về những gì đã trải qua cùng cả đội. Anh ta quyết định phải quay lại cứu hai người kia, vừa nhặt được một sợi dây thì Chí Dương xuất hiện, cùng với đó là một đàn khỉ zombie. Không còn cách nào, Chí Dương đành bảo Tiểu Đinh đi trước, còn anh ta sẽ ở lại cầm chân. Nhờ vào sợi dây Tiểu Đinh đem về, Ninh Viễn đã dễ dàng giúp Jiru thoát hiểm, thế nhưng lúc này sợi dây đã bị giãn, nên cậu chỉ có thể thử làm DJ. Thấy thái độ bình tĩnh của Ninh Viễn khi phải đối diện với sinh tử, giáo sư Jiru cảm thấy thực sự khâm phục. Tuy nhiên hiện tại Ninh Viễn vẫn bị đám cá sấu truy đuổi, cũng may Chí Dương đã đến kịp để cứu cậu ta. Đang vui mừng khi gặp lại huynh đệ, Ninh Viễn bàng hoàng phát hiện mắt Chí Dương hiện đang đỏ ngầu, thì ra từ lúc còn ở trong bộ lạc thổ dân, anh ta đã bị mấy con khỉ cào trúng và giờ đang trong giai đoạn ủ bệnh trước khi hoàn toàn biến thành zombie. Nghe vậy, Jiru liền yêu cầu Chí Dương rời đi, nhưng Ninh Viễn nhất quyết không chấp nhận, vậy nên ông ta chỉ đành nhượng bộ, bảo Chí Dương đi sau một đoạn để đảm bảo an toàn cho ba người. Sáng hôm sau, Andre trong lúc lang thang tình cờ gặp Tracy, hai người này dường như đã có ân oán từ trước, nhưng thấy bụng Tracy reo lên vì đói, Andre vẫn đưa đồ ăn cho cô. Đúng lúc này, hai người nghe thấy có tiếng hét nên vội vã chạy đi mà quên mất túi lương thực. Đến nơi thì thấy Tô Cẩn Kawa cùng với Văn Tường, sau đó cả bọn định quay lại lấy cái túi thì một đàn khỉ zombie xuất hiện nên đành phải từ bỏ chuyện này. Mặt khác, nhóm còn lại đang mắc kẹt trong một đầm lầy, nhưng nhờ sự chỉ huy sáng suốt của Ninh Viễn, cả bốn đều đã an toàn sang được bờ bên kia. Jiru cảm thấy với sự bình tĩnh tuyệt đối đó, Ninh Viễn quả thật là một thủ lĩnh trời sinh. Mắt của Chí Dương càng ngày càng đỏ, chứng tỏ thời điểm biến thành xác sống không còn xa. Vì vậy Chí Dương muốn Ninh Viễn hứa rằng một khi chuyện đó xảy ra, Ninh Viễn nhất định phải tự tay kết liễu anh ta. Sau khi thoát khỏi đám khỉ, Kawa liền bảo mọi người chia ra thu thập lương thực để chuẩn bị tiến đến ngọn núi lửa. Trong lúc làm việc, Văn Tường đột nhiên nói với Tracy, hôm qua dù đang bị thổ dân truy đuổi, Andre vẫn luôn theo sát để bảo vệ cô. Tracy nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, nên Kawa ngay lập tức nhận ra có điểm bất thường. Theo lời của Tracy thì vào vài năm trước, cô từng tham gia một đợt truy quét của cảnh sát quốc tế, sau đó bắn chết một lính đánh thuê mang họ Ivanov. Qua điều tra thì người này còn có ba anh em trai, nên Tracy hoài nghi Andre là một trong số đó. Đặt chân lên khu vực ngọn núi lửa, mọi người như muốn ngất xỉu với nhiệt độ tại đây. Hơn nữa đang đi thì Kawa bị rơi xuống một sơn động, làm cho toàn bộ số thực phẩm mang theo đều bị trôi đi. Một lúc sau, những người khác trong lúc chia ra tìm kiếm cũng lần lượt bị rơi xuống đó, tay của Andre còn đặt nhầm lên người Tracy. Mặt khác, nhóm Ninh Viễn sau khi tình cờ nhặt lại được túi lương thực cũng tranh thủ lên đường tiến về hướng núi lửa. Nửa đường họ phát hiện một cái suối nước nóng nên đã dừng lại tắm rửa một chút, rồi vô tình nhìn thấy chiếc áo của Kawa. Bất ngờ sau khi tắm xong, Jiru lại có biểu hiện của căn bệnh sốt rét, nên Ninh Viễn liền bảo cả nhóm tăng tốc về phía thượng nguồn, hy vọng có thể gặp được Tô Cẩn để lấy thuốc. Đi đến trước cửa sơn động, Jiru đã hoàn toàn kiệt sức, mắt của Chí Dương thì gần như không nhìn thấy gì, nên hai người đã quyết định sẽ dừng chân tại chỗ này, đợi Ninh Viễn và Tiểu Đinh dẫn Tô Cẩn về cứu. Cùng lúc đó, do toàn bộ lương thực mang theo đã bị trôi mất, Andre và Tracy đành phải đi xung quanh kiếm đồ ăn. Sau đó hai người bất ngờ phát hiện ra một đường hầm nhân tạo, rồi đến một lối rẽ thì tách nhau ra. Gạt thử một chiếc cầu dao, Tracy khá ngạc nhiên khi điện ở nơi này vẫn hoạt động. Sau đó cô đi vào một cánh cửa đang mở, thì nhìn thấy một công trường vô cùng rộng lớn với nguyên một cái trạm phát điện hiện đại ở bên trong. Khi Tracy đang xem xét xung quanh, cửa phòng đột nhiên tự động đóng lại, rồi có ai đó sử dụng cần cẩu thả xuống đầu Tracy cả một cái container. Sau khi kiếm được một chỗ nấp, Tracy dùng áo ngoài đánh lạc hướng kẻ địch, rồi nhân cơ hội tấn công. Nhưng cuối cùng vẫn để hắn thoát, trùng hợp sau đó vài giây Andre lại ló mặt vào, nên Tracy liền cho rằng thủ phạm chính là anh ta. Trước đó ít phút, Ninh Viễn nghe thấy tiếng động lớn liền chạy đến xem thử, thì thấy Andre ở ngay phía trước, nên cậu biết người tấn công Tracy không phải anh ta. Tuy nhiên lúc này hai người kia đang say máu, nên có nói gì cũng chẳng lọt tai,
Vì vậy Ninh Viễn buộc phải làm họ bình tĩnh lại bằng cách đe dọa sẽ cho cả bọn chết chung. Sau khi đưa đồ ăn cho mọi người, Ninh Viễn liền cùng Tô Cẩn và Andre quay lại chỗ Chí Dương. Nhưng bất ngờ lại không thấy ai cả, tìm kiếm một hồi Ninh Viễn bất chợt phát hiện con dao của Chí Dương đang ở trên vách đá. Dựa vào độ cao mà con dao được cắm, Ninh Viễn cảm thấy với thể trạng hiện giờ, Chí Dương không thể nào làm được, vì vậy chắc chắn đã có một người khác đến bắt Chí Dương và Zero đi. Sau khi Kawa tỉnh lại, mọi người liền lên đường tiến vào khu nghiên cứu, nhìn vào đội xe khổng lồ tại công trường, Kawa suy đoán rằng chúng được vận chuyển đến đây bằng đường biển. Cũng có nghĩa là trên đảo sẽ phải tồn tại một bến cảng, vậy nên mục tiêu của cả đội là phải tìm được bản đồ để biết vị trí của nó nằm ở đâu. May mắn có được thẻ mở khóa từ xác của một nhân viên, cả đội dễ dàng tiến vào trung tâm dữ liệu của khu nghiên cứu. Vốn là một chủ tịch khởi nghiệp từ nghề IT, Kawa ngay lập tức cảm thấy hứng thú, định thông qua máy chủ tìm kiếm bản đồ của hòn đảo. Đáng tiếc nó đã được cài mật khẩu dài đến 40 ký tự, nên muốn giải mã chắc phải mất hơn một tuần. Cũng may nhờ Ninh Viễn gợi ý, Kawa mới nghĩ đến việc sử dụng siêu máy tính đặt giữa phòng, qua đó sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian. Trong lúc Kawa phá giải mật mã, Ninh Viễn chia mọi người thành hai nhóm tiếp tục thăm dò. Nhóm một rất nhanh đã đến được phòng thí nghiệm xác sống, rồi cố gắng tìm thuốc giải tại đó, nhưng đáng tiếc chúng đều đã bị mang đi. Mặt khác, nhóm 2 tìm thấy một căn phòng thay đồ, có sự hiện diện của quân đội Mỹ, chứng tỏ nghiên cứu về sự bất tử của giáo sư Zico có sự hậu thuẫn của chính phủ. Văn Tường nghe vậy liền nói muốn cứu cả đám thổ dân, nhưng Andre cho rằng chuyện đó sẽ kéo chân mọi người, Ninh Viễn cũng nghĩ bọn họ nên tự lo cho mình trước. Nghe đến bốn chữ kéo chân mọi người, Văn Tường đột nhiên trở nên mất bình tĩnh, sau đó mới tiết lộ rằng anh ta đang gặp phải vấn đề khá nghiêm trọng về mặt tâm lý. Cụ thể thì sau khi đội trưởng của đội bóng rổ gặp chấn thương, Văn Tường bỗng trở thành nơi gửi gắm niềm hy vọng của cả đội. Nhưng điều này đã vô tình tạo ra một áp lực khổng lồ, làm cho Văn Tường không thể thi đấu tốt, thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện giải nghệ. Nói đến đây thì Kawa bất chợt liên lạc, thông báo nhóm 1 đã tìm ra một nhà ăn. Nhóm 2 chạy đến đó thì nhìn thấy rất nhiều hài cốt, có lẽ tất cả bọn họ đều đã bị hạ độc, rồi đột tử cùng lúc với nhau. Mở ra một căn phòng VIP, ba người phát hiện một người đàn ông với khuôn mặt cười, nhưng đến gần mới biết đó cũng chỉ là một thi thể, được bảo dưỡng vô cùng hoàn hảo mà thôi. Từ trên người xác chết, Ninh Viễn tìm được một tấm thẻ mở cửa, cho biết người này chính là tổng phụ trách của khu nghiên cứu, cùng với đó là một cuốn sổ, đã bị xé mất toàn bộ nội dung. Đúng lúc này chợt có bóng người lướt qua, Andre ngay lập tức đuổi theo hắn, còn Ninh Viễn thì sau khi xem kỹ cuốn sổ, liền mỉm cười khi phát hiện dòng chữ ghi ở bìa trong. Tại một khu vực khác, nhóm một đột nhiên bị ai đó tấn công bằng lựu đạn, cũng may Tracy phản ứng nhanh nhẹn, nên ba người mới không bị làm sao. Sau khi trốn dưới gầm cầu thang, Tracy nói sẽ cố gắng bắn yểm trợ để cả bọn có thể di chuyển đến gần cánh cửa, nhưng đồng thời cô ấy cũng cảnh báo rằng người đầu tiên chạy ra sẽ vô cùng nguy hiểm. Bất ngờ trong thời khắc sinh tử này, Tiểu Đinh lại tình nguyện gánh lấy trách nhiệm, bởi vì nói thế nào đi nữa thì anh ta cũng là một người đàn ông. Sau khi bị một mũi tên bắn sượt qua tai, Tiểu Đinh nhanh chóng quẹt thẻ rồi dùng hết sức đẩy cửa, nhờ vậy mà hai cô gái mới có thể thoát ra. Tuy nhiên do mũi tên trước đó có tẩm độc nên cuối cùng Tiểu Đinh đã chết khi quả lựu đạn của tên thần bí kia phát nổ. Tiếp đó hai cô gái trốn vào trong một phòng tắm nhưng không thể thoát khỏi tầm mắt của tên kia, vì vậy hắn đã khóa cửa rồi sử dụng khói độc làm hai cô gái nhanh chóng bất tỉnh. Thông qua hình ảnh từ camera, Kawa nói rằng có thấy thấp thoáng bóng dáng Andre đẩy một chiếc xe đưa Tô Cẩn và Tracy đi. Nghe vậy Văn Tường liền sốt sắng muốn đi cứu người, nhưng Ninh Viễn nói không cần gấp gáp, bởi vì hung thủ chỉ bắt hai cô gái, chứng tỏ trong thời gian ngắn sẽ không làm hại họ, vậy nên việc cần làm hiện giờ là phải nắm bắt được hành động của tên kia. Tiếp đó Ninh Viễn đưa cuốn sổ cho Kawa xem, rồi nhắc nhở dòng chữ trên bìa có 40 chữ cái. Kawa hiểu ý thử nhập vào máy chủ, thì quả nhiên thông báo mật khẩu chính xác hiện ra. Tuy nhiên không ngờ là vẫn còn một lớp bảo mật để nghiệm chứng vân tay của tổng phụ trách đi kèm với một hệ thống tự hủy sau 10 phút. Nhớ ra tổng phụ trách chính là cái xác ở nhà ăn, Ninh Viễn ước lượng thời gian đi về phải mất 20 phút. Tuy nhiên Văn Tường lại là vận động viên chuyên nghiệp nên vẫn có cơ hội thành công. 5 phút sau tại nhà ăn, Văn Tường không có đủ dũng khí chặt tay đem về, buộc Ninh Viễn phải nhắc lại chuyện đội bóng để ép anh ta. Cuối cùng Văn Tường quyết định vác nguyên cả cái thi thể về, nhưng điều lạ là tốc độ còn nhanh hơn trước. Đang chạy hăng, Văn Tường hết hồn khi thấy Andre, tuy nhiên Andre chỉ ngơ ngác đứng đó, mặt đúng kiểu chả hiểu con mẹ gì. Khi thời gian còn lại 30 giây, Văn Tường cuối cùng cũng về đến nơi, sau đó cầm tay cái xác thực hiện một pha úp rổ tuyệt đẹp, thành công cứu mạng tất cả mọi người. Season 1 của bộ Mê Vụ Hành Giả kết thúc ở đây, nếu thấy video hay đừng quên ấn thích, đăng ký kênh và để lại bình luận phía bên dưới để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn gặp lại trong những phần tóm tắt tiếp theo. Tạm biệt!